Đường vào đẹp thế. Đây là cây gì đây? Nho. Nho. Đường vào rất là đẹp. Ai, khu bên này dự án gì mà kinh khủng ấy? Mấy mấy xúc? Cái này cũng là đất nhà họ đang cho họ thuê. À. Lại xây thêm chuồng ấy. Đây, trại đây là từ đấy, từ cái máy đang múc đấy sang tận vào. Khoảng trại mới khoảng bao nhiêu mét đấy? Khoảng đang dự tính là 600 nhưng mà có khả năng là lên 1.000. Đó, chào chị ạ. Chị nào xong rồi em lại đi qua đây. Cảm ơn mà lên đây vụ đêm cái đàn vừa rồi đây, vừa bảo là gửi thuốc về tiêm thôi. À, ổn chưa anh? Ổn rồi. À, đàn đấy thì tiêm mấy mũi rồi? Đấy là hai mũi gửi về đó. À, trước đây anh có tiêm không? Trước kia là tiêm sếp nhưng mà sếp quy thì nó bị cái dạng mà sếp phun lưu ấy thì nó lại không nó chỉ kìm được 1-2 ngày là nó lại nổ. Rồi. Nhưng mà tiêm cái tiêm xeo gan đấy là được luôn. Tiêm xeo gan ấy T01 đấy, ok đấy. Lông luôn. Hơi sơ tí. Đấy thì ăn nhiều mũi quá mà. Tổng là mấy mũi kháng sinh rồi anh? 8 mũi đấy. 8 mũi. Thế 2 mũi của em là cuối đúng không? Đúng rồi. À. Là dừng luôn. À, thế là tốt rồi. Đàn này là mấy nghìn anh? Đang kẹt. Đàn này là 1.000. Hôm mấy hôm nay thời tiết là nó kẹt đấy. Ừ, em vừa đi bên kia về cũng hen anh ạ. Hai đàn bên kia cũng hen. À. Hôm nay nó bao nhiêu ngày tuổi rồi anh? Hôm nay được 1 tháng, nếu mà không bị dính mấy mũi kia là to đấy. Nhưng đấy mà nếu là mái. À ngăn cái à? Mái nhưng nó nhỏ. Con này chắc đực chưa? Đây, 1 tháng là phải tầm này. Trở lên. Còn đực thì trước giờ nuôi là cũng được 29 ngày là cân là cứ bình quân là cứ tầm được khoảng là 1.4-1.6. Đúng rồi. Đây bé mà. Đây là mái. À. Mái mà dính mất mấy mũi. À đây bể bơi, bể rộng thế anh nhỉ? À, bể đẹp ấy, bể nổi, bể chuẩn đấy. Nước chảy tự do ấy. Khi nào mà mình khâu bể là rút kia lên là nó sẽ là chảy vào xuống kia là nó tự ngấm đi hết. À, đấy là bể ngấm đúng không? Bể ngấm. Thế nó không bao giờ nó... Bể đấy khoảng mấy khối anh? Bể đấy thì tầm khoảng 20 khối. 20 khối à? Sâu? Sâu lục đầu người. À, thế cũng hay đấy. Đây, bể ngấm. À cái chỗ này, cái đất này cũng tốt này, nó ngấm nước, nó không có đọng ở đây à? Đúng rồi, không đọng một tí nào. Không đọng. Ừ. Cứ mưa xong một cái là nó tuột hết mà. À, bể ngấm xong là không cần phải đi đâu, nó tự nó ngấm hết. Không phải đi đâu, như kiểu là mình mở cái này lên này. Không biết rồi. Mở cái này lên thì nó chảy xuống đấy. Rồi, nó ngấm đi. Ngấm đi. Thế nên thì chỉ có đất không chứ không phải xử lý cái gì đâu anh nhỉ? Ừ. Em đang triển khai chạy ngang nhà em ấy. Thế bảo là có cái chạy ngang, có cái dự án mà bảo là nhiều cây, nhiều bóng cây nhưng mà thực ra nó chỉ tốt vào mùa hè thôi. Mà mùa mưa với mùa khác thì nó lại không tốt. Vì nó mưa một cái là nó sẽ không được ráo nền được. Nó bị ẩm, cái, độ ẩm cái trại đấy thì em cũng không làm nữa. À, cái chuồng này cũng rộng nhỉ? Chuồng này là 400m2. 400m. Thế cái buổi tối anh đổ ở đây không ạ? Buổi tối là cứ mở cửa, mưa nó tự vào. À, đúng rồi, mình có chỗ để vào đấy chứ. Trước là có một cái làm một cái chuồng tạm trên kia là để mình thử nghiệm là nền đất nền. Vậy là thấy nó hiệu quả xong là làm nền này cũng bằng nền đất. Đây nền đất à? Nền đất. Không có ấy gì anh? Không có. Không bê tông, nền đất nên là như vậy nhưng mà rất khô. Nhưng mà nó cao này anh này, cái thế này nó cao đến 40-50 phân này nó mới không bị ấy. Nè, chấu này, nó rất khô. Nó không như kiểu là nền bê tông. Nền đất. À đây đất đây không? Đó phải là cái gì đâu. Thế là phải tôn lên đúng không anh? Đúng rồi. Phải tôn lên thì nó mới khô, nó không bị ướt nồm. Nghĩa là không may là con ngan nó rất cái tiêu này ra. Mà nó nước nó lênh láng đây, chỉ đuổi con ngan ra ngoài một lúc cái là nền này lại. À, nó rồi lại rồi, đúng rồi. Cũng nó hay. Không được nước. Rồi, hay đấy. Đấy cái hôm gửi hình ấy là cái đàn to này ở đây là nhưng mà xuất rồi. À đàn này là bao nhiêu con anh?
đàn to ở đây là trước là nó là 700 con. 700 ạ? 700 nhưng mà nó chỉ đứng ở một góc chuồng. À, giá bao nhiêu ấy? Giá là nó không tùy như kiểu là ngang tầm độ ăn là 4 cân rưỡi trở lên thì là giá nó là 50-52. À. Nhưng mà lại dưới đấy thì lại nó lại là cố thế giá. Thế thì lời rồi. Năm trên 50 là lời lắm rồi. Còn nếu mà dưới thì nữa thì là nó chỉ có 45 thôi. À. Nó như là xuất cho ô tô đấy. À. Nhiều chuồng quá nhỉ. Tổng bây giờ mấy chuồng anh? Đây là 5-6 chuồng. 5-6 chuồng đang làm cái chuồng kia với là to nhất. Được, bao giờ hoàn thiện cái chuồng 1000m này thì về học hỏi anh làm. Em nên làm chuồng lớn ấy. Đây, đợt này là mới vào cũng là ngăn cái. À. Đợt này ở đây là ngăn cái nó đang tình hình. À. Đây. Lúc gọi đây là đang vào thân thể cho nó. À, thân thể viêm gan ruột mỏ ấy. Là không cái viêm gan ấy. Viêm gan. À. Thế được mấy ngày tuổi rồi anh? Đây này là ngày thứ 4 nhé. Rồi. 4 ngày tuổi à? Nguyên ngăn cái. Cũng ngăn cái. Giá bao nhiêu một con anh hiện tại? Ui, bây giờ ngăn cái là rẻ như chó mà. Mấy nghìn à? Có 3.500 một con. 3.500. Thế mà được vẫn cao phết đi. Thế hôm nay vào kháng thể viêm gan đơn hay là viêm gan dịch tải? Đơn. À. Nếu mà tiêm viêm gan đơn là tốt hơn. Thì anh chỉ cần tiêm kháng thể thôi, không phải tiêm vaccine. Anh tiêm 1 hay là 0.5? Tiêm 0.5. 0.5 là liều phòng. Nó tùy áp lực dịch bệnh ấy. Của anh có đàn nào dính viêm gan chưa? Có mỗi đàn đấy. À, đàn vừa rồi tiêm 80 đấy gì? Đúng rồi. Thì thông thường đàn nào nó dính viêm gan thì nó sẽ suy yếu hệ miễn dịch đi, bệnh vào. Đúng rồi. Đúng. Bệnh kế phát nó nhiều. Đúng rồi, kế phát. Đa phần là eclu và bãi huyết. Được, bây giờ ổn là tốt rồi. Cái này là uống này là mình uống theo như ngày xưa của các cụ uống vào mình cứ uống vậy thôi. À. Cái này em sợ gió lùa không anh? Cái gió lùa. Chỗ này vẫn lùa vào này. Không có bà tìm mặt. À đúng rồi. Nắng tối mà kéo lên chứ. Nắng lên là mình mở ra cho nó thoáng. À. Nhưng mà vẫn phải hạn chế gió. Đây là mấy nghìn ạ? À? Đây là 2.000. Bên kia 1.000 ạ? À? Bên kia 1.000. Đây là 3.000 ạ? Đây là 1.000. À đây là 1.000. Rồi ok. Em thấy này nhiệt độ không ổn đâu anh ạ. Tối lạnh không? 1, 2, 3, 8 bóng. Ít. Lúc về đêm lúc nào cũng 31 độ. À. 8, 2, 50. Được. Cái gì đây ạ? À? Rắn ạ? À? Rắn rồi sao? Ôi ôi. Có khi lại được bữa. À, thôi hố đám đi đây. À đây, đàn nữa. Ui đằng sau việc đàn nữa là cái sắp xuất à? Đàn này bao nhiêu ngày? Hơn 1.5 tháng à? 50 ngày. Được bao nhiêu tuổi rồi? À bao nhiêu con nhỉ? Đàn này là hơn 1.000. Ừ, đây là 4.000 rồi. Ui. À. À đây này thì cho tắm luôn trong này à? Này tắm ở đây, đi tắm ở kia đi kiểu trường hợp nó mưa ấy. À. Mình không muốn ra ngoài để cho nó tắm ở đây. À. Tắm ở đây thì làm cái kia cũng là nó công nước lên. À. Nó đứng bên kia là nó sẽ giữ nước và ở kia nó không lên công bên này. À đúng rồi. Nó đỡ. Đây những cái này là sân chơi nó bé nên là nó hạn chế không? À. Nó hạn chế nên là mình giải đá xong là cứ có một trận mưa phát là đá lại sạch tinh luôn. Đúng rồi, em thử vào xem cái đá. Ở đây Ninh Bình thì thiếu gì đá nhỉ? Đá lên đồi, lên núi này. Ui rồi, đây là bể đây anh. Đây bể đây. Chỗ này anh nuôi ba con. Chỗ này bình thường nếu ăn được là 1.000 con. 1.000 tắm chỗ này. Sợ cái bể của anh thật đấy. Kinh khủng. Mình ba cái giếng khoan mà. Ba cái giếng khoan cấp nước. Sợ thật. Em đi chưa thấy cái bể này, bể vơi nó to như cái bể này. À, trên này, ui ôi. Kinh khủng, chỗ nào cũng thấy chuồng. Cái bể này là gần 60 mét vuông. Trời đấy thì cười thật. Bể. Đây còn cái chuồng đất thí nghiệm đây. Nuôi thí nghiệm ở chuồng đất đây. Đây có một đây. Nhiều lứa là đều được. À, đây chả phải là chuồng, anh kê thành mái đấy chứ đúng không? Từ trước đến giờ là đang nuôi thí nghiệm đấy. À, rồi. Vì là mình vừa nuôi ở chuồng bê tông chưa có điều kiện để làm chuồng sàn. Bây giờ nếu mà làm chuồng sàn bính nhiều trại thì rất là tốn. Đúng rồi. Thì anh nuôi đầu tiên đây à? Đây ngăn cái chứ anh nhỉ? Ngăn cái. Anh có thích ngăn cái nhỉ? Nhiều ngăn cái nhỉ? Trước là hơn 1 vạn là cái thời điểm hơn 1 vạn mà là toàn là ngăn được hết, toàn là giờ về mốt hết. À. Thế bây giờ lại chỗ này 4 máy xúc. Đấy đang làm. Thế là xây từ đây sang kia à anh? Đúng rồi, xây từ đây ra đến tận đầu đường luôn. À. Thế là khoảng tầm 1.000 mét.
Thế phải chia khu ra chứ, 1.000 làm sao anh nuôi tất một chỗ được, phải chia ra mấy ngăn khu. Đôi. Ngăn đôi đấy, đúng rồi. 1.000 nó nuôi kinh khủng á. Cái trại này cũng bán rồi, mình xuất rồi. Trại này thì cũng 400 mét thôi. 400 mét vuông. Thế còn cộng lại phải còn mấy nghìn đấy chứ, không phải 1.000 nữa. Nói chung là trại đây nếu mà tính diện tích lên là nó cũng đang là đứng đầu ở tỉnh mình ấy. Đấy anh đi diện tích. Đây, đang đại dự án này. Cũng mới xuất xong, mới xuất rồi là còn đang dọn dở. Nãy anh vừa xuất anh ra bao nhiêu ạ? Cái này là cái này đặt trước là 2.000 hơn 2.000. 2.000 đực hay là đực? Đực à? Giá bao nhiêu anh? Đợt ra đấy là giá nó đang là 47 với 48. 48 là cũng được rồi, cũng được rồi. Đạt cân không anh? Đạt còn đạt cân không? Nó tầm đầu quãng là cứ đầu 4. Đầu 4. 4 4 đầu 4 cuối. thế chỗ này anh cho nó bơi ở đây à? Tắm mà tắm ở dưới này. Đây một bể đây với một bể ở góc ở kia. Đây uống tự động hết anh. Đây là lèn xi là từ trước đúng không? Trước khi thử nghiệm đúng không? Trước là nuôi con gà. Xong là từ năm ngoái gần cuối năm là chuyển đổi sang con ngan vì thấy con gà nuôi nó lâu lớn quá. Con gà nuôi 5 6 tháng. Anh chuyển đổi nhanh ấy. Bây giờ mình nuôi nếu mà giờ này mà không chuyển đổi mà vẫn còn ôm con gà là giờ này ra đứng đường. Đây ngan nó gỡ lại. Đây, đây bể này. Còn đây là bể trước đúng không? Ôi được cái thế đất của anh là tốt chứ, nó không có bị trũng anh ạ. Đúng rồi, nó mưa xong phát nó dốc đi ấy. Đúng rồi, được cái thế đất này tốt đấy. Còn đang tính là làm xong cái trại đấy sẽ là bỏ một con đường vào đây, có nghĩa là lấp cái bể này đi. Mà để cho xe nó vào trong này, cho máy xúc là bạt hết cái chân núi này đi. Hết đất nhanh đến tận đâu ạ? Đấy, chân núi đến đâu là đất đến đấy. Bạt như sau là trên cao này là mình nếu là không có sân chơi thì là mình sẽ làm chuồng sàn, tận dụng từ mét đất một. Đúng rồi, làm chuồng sàn úm mà cuối cùng chuyển dần đúng rồi. Dần đẩy dần thôi. Đúng rồi. Thế chưa em thấy cái có một cái khu nào anh úm sàn mà. Đây trên đây. Trên này. Trên đây nhưng mà dạo này đang bận quá, đang bận nhiều việc quá nên là vệ sinh khu vệ sinh hơi kém. Kệ chứ anh. Ở đây để cho nó đứng trên này à? Đúng rồi. Được. Thì cơ cấu dần đất tha hồ nhanh là được cái nó lợi thế là đất nó nhiều mới là cái thế đất nó tốt mà đấy, bây giờ đang làm rõ đây. Cái trại này trước là vừa ra đây chơi được và vừa ra lần kia chơi bây giờ là ngăn lại là chỉ từ đây đổ về đây của trang trại này ở trên núi còn đây là rộng này. Khoảng bao nhiêu mét cái này là rộng 10 mét nó dài 100 mét. Đấy, dài đang dự tính là làm ra tít qua con máy xúc kia. Đến bụi chuối rồi. Xong là lên đất này luôn à anh? Lên đất này luôn. Đúng rồi, đây của anh nó làm được cao như này thì nó sẽ không bị ồn. Hôm qua là gần chục cái xe tải là chuyên chở đất vào đây rồi. Bao nhiêu khối đất vào đây? Xây bây giờ nó mai này cái này sẽ là sân chơi. Vâng. Anh phải xây cái bể bơi thật đẹp à? Nhưng mà chỗ này nếu có lợi thế bất lợi đó là nó nắng quá không anh? Mùa nóng này. Không, cái vườn cây này tầm được quá một năm nữa thì rất là mát. Không ở cái còn cái mái này thì cũng như cái mái kia cũng xử lý như mái kia là mình làm phun xương ở trên. Đấy cái chỗ này có một cái đó là cái cây nó hơi nhỏ. Đấy cái cây như bên kia nó còn to, cái này hơi nhỏ. Chỗ này thì đoạn anh có thể giải đá đây nhỉ? Cái đất này là đất vườn, nó không phải là đất đồi được cứng. Mai này rồi là làm hết hệ thống mương chìm ở dưới hết. Này mà cho máy vào nó đánh thoải vườn đi, phải dốc một lần dốc xong rồi kia. Đúng rồi. Cái là tuột hết nước. Phải chuẩn đấy, chỗ này vẫn còn đọng nhưng mà mình vẫn xử lý dần. Xử lý dần. Không thể làm một lúc mà hết. Chỗ này là cơ cấu là đẹp đấy. Vì là cái này là diện tích là hơn 2 ha. Hơn 2 ha, hơn 2 ha nếu mà mình mà làm tận dụng được hết thì chắc được tầm đầu khoảng 9 trại. Tổng là sẽ được 9 chưa xong, phải tầm đôi năm nữa bắt đầu là đi vào hoàn thiện. Trước là đất lên mua đất nhà có một khoảnh như một khoảnh này đâu. Đấy. Vậy là dần là đây là nhiều nhà lắm chứ sao là cứ gạo mua dần. Bây giờ mới vuông đúng không? Vuông đất đây. Có cái nhà đằng trước kia là trước năm ngoái là cũng gạo mua rồi đấy nhưng mà trồng tiền rồi là người ta đánh tháo, người ta không bán nữa. Đây đất mặt đường à? Đấy, đất mặt đường đấy. Mặt đường thì nó có giá trị hơn. Mình mất là từ cái cột điện này đổ về đây là đất của người ta, cũng như là mặt đường là của người ta. Vuông nhưng mà vẫn còn khoảnh nữa. Trước đang định mua cái đám đấy với cái đám bên này. Mà cái đám bên này nó cũng trồng tiền rồi xong rồi nó lại bán cho thằng nhà mới gặp.
Nhà em cũng có hơn 2 ha đấy. Được rồi. Bây giờ đang bảo thì mấy anh em làm cố gắng làm này, tầm được khoảng 1 2 năm nữa chắc là phải làm một đám nữa. À. Phải mua một đám nữa chứ. Thấy vậy nhưng mà bây giờ lên cái trại này nữa là thấy lại diện tích đất nó chật quá. Chật, anh quy hoạch như là quá là căn ke là sát nhau luôn đây này, những cái trại này sát này, sát bên kia luôn. Cái này là xong xong làm trại này sẽ quay ra là làm lại cái kia làm trại đàng hoàng luôn. Cái chỗ kia cái không phải là trại mà đúng không? Thì hiểu. Cái thí điểm, đấy. Thí điểm mình thí điểm để nuôi bằng nền đất này. Là phải nền này, nó phải cao là vì nó theo mùa, nó mùa nồm là cũng hỏng. Đúng rồi. Ba con máy xúc là từ ngày hôm qua ngày nay là quần ở đây với lại là để cho một đàn xe là nó chở đất về đây. À. Rồi. Tốt. Này nhanh, bây giờ xây nhanh mà bây giờ anh xây chỉ trong vòng 10 ngày là xong. Cái này nếu mà đúng ra là nó là 11 mét đây nè. 11 mét. Đây. Vẫn có hiên nữa tí. Đây, nữa. Đây, mai này cái hiên của mình mai này nó sẽ đua ra tận cái đảo này. À, đúng rồi, nó phải có mái để chống hắt. Còn cái này là chỉ lòng sử dụng của chùa. Sử dụng từ đây vào trong. Đấy. Rồi. À đây có cái bể đây này. Đây cái bể này mình là tường cũ này. Đúng rồi. Cái này của trại này. Của trại này. Đúng, lúc chưa cơ cấu thì nó cũng chưa vuông. Hai mấy nghìn nuôi thì rất là nhạt. Bây giờ giống mười mấy 20 nghìn là nuôi chán lắm. Cứ sáng ra là hỏng, sáng ra là hỏng. Thế là nhà ở hay cái gì đây? Đây là mình làm một cái tròi ở trên này là để tối là sẽ ở trên này. Thôi là khu vực bên kia là đất của người ta. Mình cũng xây quây hết rồi nhưng mà trông là mình phải trông. À. Ở đây với ở ngoài đầu đường. Còn đây trên uống trên này. À, uống trên này. Xây đắp bao nhiêu tiền của công sức ở đây? Vất ở đây chắc chắn nó phải mười mấy tỷ thì nó mới ra hồn. chưa đâu vào đâu ấy, không phải cơ cấu nữa. Nhưng mà hiện tại mình có cái hướng để mình làm là tốt rồi, nghĩa là mình biết làm như thế nào là tốt rồi. Xây dần mấy này bận này là chả rộng được những đổ chấu à đấy, đúng rồi. Úm ngang thì úm như thế này, chính xác úm như này. Hình thức các trại người ta nuôi ương cũng làm như thế này đấy. Cái này là 2.500 úm 2.500 đây à? Đây là 2.000 này. 2.000 loại này vào cùng nhau này. Thì đàn này tách ra này. Còn đây là xô hay là đực anh? Đây cũng là mái luôn. Mái, đây là cái tất à? Đực này là mái hết. Mấy thằng nó lấy nó để cứ thích mái, còn mái nó giá rất là cao. À. Vừa rồi là gần 50 đấy. Làm cao mà đực. Cao mà đực. À. Thì cũng đều mà được bao nhiêu ngày tuổi đấy? Còn này, còn 2.000 này. Này chắc được hơn tháng. Với một ngăn mái. Nhìn nó đẹp hơn cái đàn ở dưới kia thêm 8 mũi nhỉ. Nhìn lâu nó không có bị ảnh hưởng gió, cái là con nào cũng hơi kẹt. Anh cho dùng kháng sinh gì chưa? Cho rồi, cho trộn vào nước với đồ ăn. Đây, mỗi cái này là rộng khoảng ít chết này. Rộng khoảng bao nhiêu mét anh, mét rưỡi không? Cái này á? Vâng. Cái này rộng 1 mét thôi, hơn mét tí. Mét tinh thôi. Hàn cái này thì đơn giản. Chiều dài nó là 30 mét. Dài hết chuồng luôn. Kẹt. Kẹt này là con ngan nó theo thời tiết nó hay kẹt mà. Từ hôm mà gió về đấy là 3-4 ngày đấy là đàn nào cũng kẹt. Rồi. Nhưng mà đàn to nó chỉ kẹt 1-2 hôm rồi là nó khỏe. Đúng, cái sức đề kháng nó tốt hơn. Rồi. Này cao khoảng 50 phân anh nhỉ? 50 phân. Này mà xịt rửa đấy hay không xịt? Rồi nhưng mà dạo này đang bận quá. Bận nên là phải giải chấu. À, giải chấu thì trốn xịt. Trốn xịt. À, cũng không thấy mùi đâu nhá. Nhưng mà đấy là đang lười. Nhưng mà có một ấy. Cái là cái bạt, hệ thống bạt của anh đâu, đang mai này là đang sẽ làm hệ thống bằng tấm sáng. À, tấm sáng. Là làm cửa, vẫn làm cửa cũng như là cửa nó khi mà mình cần gió thì là mình mở nó lên, nó sẽ thành cái mái. Rồi không em hiểu rồi. Đúng rồi, cái đấy em cũng biết rồi. Nhưng hiện tại này đúng gió lùa vào con non này rất là nguy hiểm. Con non này cứ đêm đến là lại phải cú hết. Đúng, đây cái bạt của anh hơi lành phành, chưa chuẩn lắm. Đấy có bất lợi ở cái khu úm này là nó bị gió lùa. Đấy, không như cái khu ở dưới kia cũng bị gió lùa ấy đỡ. Sẽ
cái này là sẽ là khắc phục, biết là vậy rồi nhưng mà khắc phục dần dần. Còn mai này còn đang bó đây này, còn một ít đất ở đây là cũng đang định bảo là cho máy nó vào, nó buộc cái máng này ra xong rồi làm tận dụng hết đất luôn. Nguyên tiền công máy xúc là cũng kinh khủng lắm nếu mà làm. Trước là làm cái trại này là cũng bằng nó đục chứ. À đúng rồi đấy. Đúng đến sát núi đây nhỉ. Đây là núi rồi. Đất nhanh chỉ đến chân núi thôi đúng không? Đục nó, đục nhiều quá nó đổ chết. Nước nếu cũng kinh khủng, đặt nước kia nó phải hàng luôn. Rồi, chỗ này là cũng mát. Cái chỗ này là nuôi rất là thích. Chỗ này là phong thủy đấy. Chân lưng dựa núi. Hôm nay này tận dụng hết cái khu đất đấy là còn được tầm khoảng 100 mét hơn 100 mét nữa. Quên không đếm rồi. Tổng bao nhiêu con quên hết rồi. Chắc là phải tầm 5.000 6.000 đấy nhỉ. Tầm khoảng 2 này, 3 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này. Gần 7.000. Gần 7.000 này. Thế là về sớm một chút là chưa bán là đủ vạn đấy. Sợ hơn vạn đấy chứ. Được, mình vẫn còn cái chuồng này mà bao giờ xong thì chỗ này, cái này vào phun một thẻ sửa luôn. Chỗ này phải sửa, chỗ này nó tôn nền nó lên cao hơn cái đường này. Đúng rồi, phải cao hơn cái đường này đỡ bị nồm. Là làm rộng ra đến như gốc cái táo này. Đúng. Thì để mình nuôi được khoảng tầm 1.000 nhỉ. 700 thì thật là đẹp. À, đây em vẫn kết cái quả bể này quá. Để mình chụp lại cái bể này. Sợ cái bể của anh thật đấy. Ôi trên kia còn có cả gà hay sao kia? Gà 60 mét. Này nuôi nhiều chó hả? Trông đây còn nhắc một ít nữa. Đâu, đây là những cái con còi kêu có vấn đề. À là mình cho riêng vào đây. Rồi rồi. Đấy. Con này bị rụt mỏ này. Đúng rồi. Đấy. Những con rụt mỏ sẽ còi lại. Là cho riêng vào trong này. Gà lẫn ngan này nó rất hay mắc cái bệnh đầu đen ấy, kén ruột. Cái gà này là gà mình lấy về, bây giờ không nuôi gà nữa, mình lấy về là cứ lấy tầm thịt một vài con về thịt thôi mà. Thịt. Đấy. Vậy mà mình tách ra vậy nhưng mà những con nó bé vậy nhưng mà không có đi đâu thế nào luôn. À. Là có họ đặt sẵn rồi, họ đặt làm sẵn rồi. À. Nhà cũng làm sẵn luôn. À. Cung cấp cả mấy nhà ăn đúng không ạ? Rồi, nhưng thế nó chỉ là khối lượng nó nhỏ, nó không lớn hẳn đúng không? Lớn nó có thương lái để bắt nó mới hết nhanh. Còn những cái dạng mà ở mình để ngoài trại này là bọn ô tô nó về nó bắt cứ chạy một tại một, có khi nó bắt một lúc là. Đây chuồng này là 2.000 này. Chuồng này được chưa anh? À khe vẫn cái. Vẫn cái. Bây giờ đấy không có chuồng nào được anh? Đặt vừa rồi đấy là sốt hết được. À sốt hết được. Thế 7.000 con cái. Đây những con đang to hơn này. Đây 50 ngày à? Chẳng lộ cổ nhỉ? Hay thế những con là được. Hai đàn ghép vào. Đúng rồi, làm gì có đàn nào nó lộ cổ này. Đây này, những này là nó như nhau này. À. Đấy, còn những con này là nó như nhau này. Đấy, có to hẳn kia rồi đấy. Nó hai đàn. À. Nó hai đàn, bây giờ mình ghép vào trong này thì thấy chuồng nó còn rộng. Ừ. Thì là mình ghép vào để đỡ phải dọn chuồng. Rồi, đây, anh còn làm cả cái này để cho nó ngấm nước à? Để cho nó ngấm nước, cho nó xuống là đỡ bị đọng nước đây đúng không? Thế cái chỗ này anh tháo đi đâu? Cái kia là như kiểu mình bơm đầy mà mình quên mà không tắt máy bơm ấy. Nó tự tràn ra ngoài. Là nó không có tự tràn ra qua cái lỗ kia. Rồi rồi. Đấy, còn nếu mà mình thấy là mình sáng tạo. Là sáng tạo dần đúng không? Mình rút lên là nó lại nó chảy xuống hết mà. Hệ đúng rồi. Mương máng ở dưới hết mà. Cũng là ra cái chỗ kia đúng không hay là chỗ nào không, ấy? Cái này nó lại đi ra ngoài này. Đây có dòng 2 cái mít này. Đấy. Chỗ này cũng không có mấy cây, 2 cái mít. Mấy cây mít này. Thôi là đang bảo là mai này làm một cây mít ở giữa đây. Đấy đánh luôn cái mít to vào đây luôn đấy. Làm một cây giữa đây. Đấy phải thiếu một cây chỗ này nữa. Chuồng thì rất là nhiều nhưng mà bóng mát là hơi hạn chế một chút. Cái chuồng đất này là mình nuôi thí nghiệm ở trong kia mấy đàn. À. Rất là hiệu quả, mưa ngập chuồng nhưng mà tại mưa cái là nó hết luôn. Đúng rồi. Chưa em cũng chưa thấy ở đâu đâu. Mà cháu nhưng mà bảo nuôi chuồng đất với nuôi chuồng bê tông thì cháu sẽ không bao giờ mà bong được như này. Đúng rồi. Mà khô được như này. Đúng rồi, chắc chắn đấy là vì nó đọng lại ở đấy, nó ướt mùi lắm. Mà nó lại mùi. Thế vào đây có thấy mùi không? Không, chưa thấy chuồng. Có một tí mùi nào. À. Được rồi. Vậy nên là người ta bán ngan đăng lên hội ấy. À. Là nhiều người họ nuôi họ bảo chứ sao? Anh nuôi chuồng sàn à? Xong mà lại lông ngan lại nó còn lông đẹp, đẹp vậy. Ừ. Bảo không, nuôi vẫn nuôi chuồng đất. Ngày thế là anh ngày xưa ở dưới này có một cái lớp lèn rồi đúng không?
Không, trước kia là nó cũng là đất nhưng mà mình tôn nó lên. À, cái chỗ này cũng mới xây trước mới sau xây. Khi nuôi gà chứ gà làm gì nuôi trên này được. Chỗ này là anh vừa mới cái tháng trước này. À. Ừ, chắc mới làm thì ừ. Có cái nền này. Nền này là bắt đầu là mới tiên. cho ra đi một lứa thôi. À. Đấy, nhưng mà đoạn lứa. Vệ sinh là hơi khó nhỉ, cào đi. Không, nhẹ không dễ mà. Đấy vệ sinh dễ mà, đây nó bong ừ. Nó có bám ở đâu. Ở dưới giờ à. Răng lật vôi thì nơi ấy mà nó bong. Ừ. May nhỉ. Em nó lại không ngấm như cái chuồng trước nuôi gà nhỉ? Những cái chuồng gà mà có nước đổ ra là ngấm là mùi ừ. Lắm. Nó vậy nhưng mà cái chuồng chấu này nó là chuồng đất này nó có cái hay này, cứ cái kiểu nước tự động này mình cho uống là kể cả là nó có rơi vãi ra là nó hút hết mà. Đúng rồi. Như cái này như trước nuôi đọng. Gà kiểu kia là nó đọng là dở là suốt ngày là mình cứ phải một là giải chấu hai là dọn đi. Khi mà nó đã ướt rồi mà có phân mà nữa là nó sẽ là tạo men nên nó thành nhiệt vậy. Nhiệt mà nó rất là hôi. Nó hôi nó mùi thối kinh khủng luôn. Đấy. Cái này vào chuồng nó không có mùi rồi, hay đấy. Cái chuồng này mới nuôi được con lứa mà. À. Lứa này cũng à đấy, cũng thành công là tốt rồi. Nên lứa này lứa hơi ít. Đây cái chuồng này. Lứa sau. Đấy, cái chuồng này phải 2000 đấy, 1000 hơi ít. Lứa này thì là một gửi thuốc về thêm là từng luôn đấy. À, rồi ok. Đấy. À. Sao mà ở mình đây nó lại không có cái sắp bò ghen đấy. Mình đây nó quên mà cái sắp ngớ sắp ngẩn rồi. Sếp nó có nhiều loại anh ạ, nó có sếp chuyên cho con gia cầm và chuyên gia súc. À. Đấy, anh lấy cái hình bao bì nó in hoặc nó ghi mà cho lợn chữa cái gì, cho gà chữa cái gì nó khác nhau mà. Đấy, anh bảo làm sao mà nó em... lắm cái loại xếp vậy nhưng mà cái đàn này hôm nọ là đưa cái thuốc của em về đấy là tiêm phát là hôm sau dừng luôn. Vâng. Dừng từ hôm đấy này. Bây giờ anh cho mạnh giải độc gan thôi, mọc lông cái đấy thì nó rất là tốt nhưng nó có cái con gan đã khi mọc lông ống thì không tiêm nữa. Nó sẽ rụng lông. Rụng. Nhưng cứ tầm này tiêm thoải mái chả gì. Đấy. Còn cái tầm đang vọc trong vai này anh sợ lắm, đưa xếp vào phát là bay luôn. Xếp nó có một số loại rất an toàn anh nhé. Hôm nay em sẽ nói anh có cái xếp an toàn đó. À. Kể cả có cái bị cái bệnh đầu đen không biết anh hay gặp không, tiêm kể cả tiêm sunfa lẫn xếp không dụng lông, tiêm bình thường. Trước gặp rồi, như gặp rồi. Sunfa với xếp mà cũng không dụng lông không dụng lông chắc chắn luôn. Ở trên em rất nhiều trại có cái anh nói lại cho em thôi. Thì em hay quá thì từ sau mình điều trị đúng cái loại đấy là không dụng lông mà trị thoải mái luôn. Đấy, rất là hay. Anh với đang bảo là bữa trước là hai anh em cũng đang cái bị một cái chầu này xong là dính đầu đen. Xong là anh cho sunfa vào phát là 3 ngày sau là hưởng luôn. À, thì rõ bây giờ chắc chắn an toàn. Thì thực ra cái vấn đề đó kinh khủng lắm anh ạ. Cái thằng kinh đầu đen là anh sợ nhất là vị thằng đầu đen kén ruột. Đây đầu đen kén ruột đấy, nó hao là một, nó không chữa xong nó còn trả ra cái gì là hai. Đấy thứ ba là nó chết, nó có đả chết sạch. Em ở bên kia có nhà chết sạch 350 con luôn. Không chữa được. Nó chữa nhưng không chữa nhầm ấy, chữa không đúng ấy. Thế là tất cả các cái đàn mới anh vừa xuất ở kia đi chả có đàn nào dính. Chưa đàn nào dính đúng không? Đặc dính biệt là cái tầm này này. Cầm này hay dính à? 30 ngày. Thì chủ yếu là từ cái khung 30 ngày trở xuống mà. Sau đó là cũng không cần phải phòng gì nữa đúng không? Còn 30 ngày trở lên thì em cứ tẹt ga rồi, ăn no rồi. Đấy, không rồi, bao giờ sợ. Nhưng mà cái tầm này là anh cứ sợ là nếu như mà nó không may mà nó bị một cái gì tiêm xếp xiếc vào với... Rồi, okay. Thôi em sẽ giới thiệu với anh sếp mà tiêm thoải mái. Đấy. Để làm sao mà cứ phải là cái mình cái nuôi con gan này là nó khổ nhất là cái dụng lông thôi. Thế là tiền sử đàn này là bị viêm gan đúng không? Đúng rồi. Viêm gan lúc khoảng chắc 6 7 8 lông. Ngày nhỉ. Đây này con này đang thấy dướn dướn này. Con này bỏ đi này. Ngáp đúng không? Đấy. Những con mà nó ngáp rất khó chữa. Con đấy là chỉ có bỏ này. Ngáp là không chữa được, thông thường là thế. Nhặt hết mà mấy lứa này là cứ hiện tượng ngáp và nhặt hết. Ngáp là bỏ luôn, trước sau vẫn chết. Không chữa mà có chữa sau này cũng chỉ rụt mỏ. Đúng rồi, nhiều kháng sinh quá. Nó ăn đấy kháng sinh rồi là nó rụt mỏ. Đấy, viêm gan. Thế đàn này anh tiêm vaccine hay tiêm kháng thể viêm gan? Tiêm lúc đấy là cả kháng thể với rụt mỏ là hai cái kép đấy. Kép không phải mấy à? Cái lúc đấy là cái kháng thể rụt mỏ thì đánh 0.5. 0.5. Viêm gan. Viêm gan thì nó mình cứ đánh theo cái liệu trình của nó đấy. Cũng kháng thể viêm gan à? Kháng thể cái lúc đầu là anh đánh có cái kháng thể mà siêu vi trùng với dịch tả đấy là đóng là 0.5 đấy. Thì có những đàn áp lực nó cao nó vẫn dính viêm gan bình thường. Anh từ đầu đến giờ mấy anh em đây hai anh em gặp mấy cái trận đầu tiên là đái à quẩn. Vào người khác nếu mà vào người khác là tròn đấy. Tròn. Nhưng mà mình đấy. Mình với ông anh lại cùng cái tính là càng khó càng muốn làm. Đúng rồi, chính xác. Khó mà bỏ thì không nói chuyện. Anh nói với em nhá, bữa trước anh vừa nói đấy, anh vào 1000 mà đúng đến 30 ngày mà anh còn đúng có 500 con. À 3000 mà còn đúng có 500 con trong vòng 1 tháng. Cái giấc này.
Đây là đầu đen này hay vật ra là lúc vật ra lúc đấy mình bảo chứ ngày trước mình nuôi con gà thì chỉ có được gà mới có đầu đen, nhưng sao con ngan này có. Đúng. Và xong rồi hỏi chú con bảo sao mà bật máy thì xem có cái bệnh kén ruột với cái bệnh đầu đen này chứ có ngan không, thì bật ra lại có. À, chắc là em mới chỉ có một em làm cái đấy thôi, chưa ai làm cái đầu đen đấy cả. Đấy, vậy trong mình mới bảo là mẹ nguyên bị cái thằng đầu đen mà có những cái nó to như cái đũa ăn cơm rồi thì mình bảo bắt đi rồi. Đúng. Không làm gì. Ngày xưa cái đây đầu năm đấy nhá, em làm video bọn nó chửi em lên xuống mà làm gì có đầu đen trên ngan. Ừ. Tôi gặp tôi chữa nó khỏi thì nó bảo đầu đen. Thế bây giờ người ta chấp nhận đầu đen đấy. Tại vì nó mới mà, bệnh rất là mới.